Xin chào mọi người. Mày tôi đang thử làm một cái kỹ sự về một cái tổ ong. Nói kỹ sự nghe nó oai chứ. Nói một tiến trình về một cái tổ ong nó thành hình như thế nào và nó đã mất đi như thế nào. Cái đoạn video này tôi quay cách đây khoảng 3-4 tháng, vào đầu mùa hè. Bây giờ là vào đầu tháng 10. Còn nếu khoảng đầu tháng 6 có hai con ong đến làm cái tổ, và sau đó khoảng 1-2 tháng thì cái tổ ong nó đã đầy lên như thế này, và trong đó nó có rất nhiều ong non, nó chưa bung cái màu trắng ở trên tổ, nó chưa nở, nhiều ong non bên trong. Rất đông ong. Cái mùa này là mùa hoa nhiều cho nên là ong phát triển rất là mạnh. Ở xung quanh này có rất nhiều, trong nhà nó có rất nhiều tổ ong nhỏ nhỏ. Đoạn video này là cách đây khoảng 2 tháng. Lúc đó là lại có thêm nhiều ong non. Các bạn có thể thấy những cái đốm màu trắng ở trong tổ, ong non bên trong rất là nhiều sau 2 tháng. Một là mùa hoa nên là ong đi hút mật xung quanh và sinh sôi phát triển rất là nhanh. Đây là đoạn video mà tôi quay cách đây khoảng 1 tháng. Lúc này thì toàn bộ cái số ong non đã nở ra thành ong trưởng thành hết và cái tổ dày đặc ong bám xung quanh. Không còn thấy những cái đốm trắng nữa, không thể còn thấy nữa những ong non bên trong nữa, toàn bộ đã thành ong trưởng thành và rất là đông. Bám kín xung quanh tổ. Vào tuần vừa rồi khi tôi xem lại cái tổ ong này thì đã thấy rơi mất cái tổ. Sau một tuần mưa gió tổ đã rơi xuống dưới. Sự kết thúc của một tổ ong sau một mùa, từ đầu mùa hè đến bây giờ, đến sau khi xây dựng và đến gần cuối mùa thu thì tổ ong đã rơi xuống, nhưng mà những con ong vẫn còn ở trên, phía bên trên. Lắp lên bên những con ong này sẽ đi đâu. Nó lên rồi. Tạm biệt những chú ong này. Mùa hè sang năm lại quay lại. Con ong rất kiên cường. Sau khoảng 5 ngày bị rơi mất tổ mà vẫn túm tụm ở cái chỗ tổ cũ này. Tổ rơi mất.
để xem thử dán tổ nó lên, dán tổ lại lên trong nhé, xem có giúp được những con chú ong này không. Dán lại cái tổ này mà.